Hỏi nghệ sĩ Lê Thủy còn đắt show như vậy không? Khi hát ở thành phố, ba nói vui nhưng rất thật. Ở thành phố, chỗ đâu mà hát, cải lương làm gì có đâu mà hát. Lê Thủy nói bây giờ, bà đi hát ở nhiều xa chủ yếu, giao lưu với khán giả, gặp gỡ khán giả nhiều hơn hát, vì khán giả họ khao khát, gặp mặt nghệ sĩ như bà. Được nghe nghệ sĩ nói chuyện, còn nhiều hơn là nghe nghệ sĩ hát, vì họ yêu mến bà, yêu mến nghệ sĩ. Bà trân trọng những tình cảm đó nên dù xa xôi, cực khổ thế nào, dù có ráng lặn lội để đi gặp gỡ khán giả của mình, hát cho họ nghe. Nghệ sĩ Lê Thủy nói, đi tỉnh giờ tôi hát cũng ít, gặp bà con, giao lưu trò chuyện với bà con là nhiều, vì bà con muốn vậy. Còn nếu hát ở thành phố, tôi muốn mình được hát tông nguồn. Còn nếu hát ở thành phố, tôi muốn mình được hát nguyên tuồng, hát chuyên nghiệp, vì tuổi này rồi, một lần hát, một lần xuất hiện, phải cho nó đàng hoàng, cho coi được. Giờ ở thành phố làm gì có ai đầu tư, cải lương nguyên tuồng hát hoài. Lâu lâu có mấy anh chị em đứng ra tập hợp mọi người hát một lần rồi thôi. Có đâu hơn nữa cũng không có người coi, khán giả cho thấy tôi hát ở thành phố là vậy. Hỏi nghệ sĩ Lê Thủy vì sao trào lưu truyền hình thực tế hiện nay bà không xuất hiện với một số chương trình truyền hình làm giám khảo như nhiều nghệ sĩ cải lương cùng thời với mình. Bà nói, tôi bị đau lưng, cứ ngồi lâu một chút là phải vặn mình, sửa người, phải dựa. Mà quay truyền hình thì mình phải ngồi hoài, chẳng lẽ đang quay, đang nhận xét thí sinh mà mình cứ nhúc nhích, cựa cựa. Vậy rồi khán giả người ta không biết, người ta sợ, người ta nói bà Lê Thủy già mà còn lanh chanh, cứ loi nhoi, không ngồi im ngay ngắn hàng hoàng, chứ không có gì. Lại hỏi nghệ sĩ Lê Thủy vì sao không sử dụng mạng xã hội như Facebook để gần khán giả nhiều hơn. Bà khá trầm tư, tôi lớn tuổi rồi, đi hát không thể như thời trẻ được nữa. Đi hát là để gặp gỡ khán giả, để khán giả có dịp gặp gỡ mình như họ mong muốn. Có nhiều người họ không hiểu như vậy, họ lên mạng nói này nói khác. Tôi nghe được rất buồn, vậy nên tôi không thích những gì trên mạng, không thích cầu Facebook. Mà nói vậy thôi tôi già rồi, chuyện gì đã qua là cho qua. Tôi bây giờ chỉ mong những ngày tháng sống nhẹ nhàng, vui vẻ cùng khán giả và anh chị em đồng nghiệp là tôi hài lòng, thấy vui. Nghệ sĩ Lê Thủy tên thật là Trần Thị Lê Thủy, sinh năm 1948 trong một gia đình nghèo ở Vĩnh Long. Lê Thủy theo gia đình lên Sài Gòn sinh sống vào năm 10 tuổi. Bà được những thầy đơn gần nhà phát hiện giọng ca và xin vào đoàn hát năm 13 tuổi ở đoàn cải lương Trầm Vàng. 14 tuổi, Lê Thủy được chú ý khi khoe giọng hát kim pha thổ hiếm có của mình trên đài phát thanh qua Tân Cổ, cô bán đèn hoa giấy. Từ đó Lê Thủy nhanh chóng nổi lên và về đoàn cải lương Đại Bang Kim Trung, trở thành cô đào chính đóng đôi cùng nghệ sĩ Minh Phụng. Lê Thủy và Minh Phụng nổi tiếng ăn khách ở với dòng cải lương Kiều Hiệp Hương Sa, trở thành cặp đôi bão biển của làng cải lương. Nghệ sĩ Lê Thủy đã đặt giải cải lương danh giá nhất bấy giờ là giải Thành Tâm vào năm 1964 cùng với nghệ sĩ Thành Sang và đặt giải Kim Khánh năm 1971. Nghệ sĩ Lê Thủy được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 1993 và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2012. Bà kết hôn với người chồng ngoài ngành năm 1974. Vợ chồng bà có 3 con, nay đều đã trưởng thành. Người con thứ hai nối nghiệp bà là nghệ sĩ Dương Đình Trí.